Ồ, ăn khí thế luôn. Ăn tham ghê luôn con này. Món 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 cá lá giống dạng mình ăn bánh tráng phơi sương chẳng bàn vậy đó. Cái con nó bự ghê ha. Mới qua một cái khúc cua là thấy một cái phong cảnh rất là đẹp của Sơn Trà. Bên là núi, bên là biển. Vừa rồi nó cũng bị đổ. Cây nó bị bão cũng bị đổ một số cây ở trong rừng Sơn Trà. Gió nó thốc lên. Gió thốc kia là mù ha, còn sương mù luôn mà. 9 giờ rưỡi rồi mà còn sương mù luôn. Chim bướm gì có con gì là chụp con nấy hả? Sạt lở xuống kìa ha. Càng ai xa hồi đó em cũng mới ra. Ở đâu chị? Sáng à, hồi nãy em cũng mới quay được khúc. Hồi nãy gần lắm, hồi nãy coi như cái sông đây đó là đứng đây coi như cái sông cho nên điện. Trời luôn. Ủa vậy hả? Trời. Sướng được mới vô vô vào. Ở trời sướng quá vậy. Rồi chị. Thôi em đi vòng vòng lên. Bữa nào gặp cho chị. Thường luôn chứ thôi. Thường luôn cũng thấy đi đi mà. Đi vậy mới khỏe phải không chị? Ờ bye bye chị nha. Bác này em ngồi chụp chim kìa. Em lên nữa. Chụp chim nước kìa. Hả? Chim nước á. Phải không? Có. Đất này. Đó là Sơn Trà sáng này thấy phía sau không? Nó cũng sạt lở rất là nhiều luôn. Đó ở đây nó cũng sạt lở mấy ngày hôm trước. Tôi ngủ lên có được không? Coi như là sợ là sáng này nếu mà mưa gió là người ta không có cho lên đây. Nhưng mà sáng này trời nắng rất là đẹp. Đó là hai anh em đã chạy trong cái trà được luôn. Nghe luôn. Ừ đúng rồi. Đang ăn lá cái dễ thương quá à. Đang ăn lá dễ thương rồi. Mở chân giùm tao cái để tao gạt cái chân lại. Đục nang lá chỉ đủ thứ lá hết trơn. Đậu.
ăn đột lá đúng không? Cái mùa này nó ăn đột lá. Con này là con đực nhỏ ha. Nó đứng núp vậy thì không biết nó giới tính đó. Quay sát mặt luôn ha. Chuẩn bị coi câu rồi. À, con đực. Con đực. Cù nó kìa, thấy không? Quay rõ con cu đó luôn, con đực. Con này là con đực trưởng thành. Con đực trưởng thành luôn. Đực trưởng thành luôn. Xin lỗi nha Bọc, tao quay hàng của mày để biết mày là giới tính gì ha. Đó, không được rồi, không sao. Mình quay sát mặt của mình. Nói chung là sáng hôm nay là bạn Phú Nguyễn ở Đà Nẵng và Alex Hồ đã lên Sơn Trà và quay được những thước phim rất là giá trị về cái đàn vọc ở trên này đang ăn, đang sinh hoạt. Và quay rất là rõ. Khoảng cách cũng khá xa nhưng nhờ cái máy có cái ống tele 1000mm nên mình không sao, quay bàn tay cũng được, nó hơi rung rung một chút. Mang cái lá gì vậy? Sáng nay là Aletho đi lên núi Sơn Trà và rất là may mắn là quay được những con vọc đang sinh hoạt một cách tự nhiên hoang dã, ăn những cái loại lá cây ưa thích của chúng trong một buổi sáng rất là đẹp trời sau cơn bão số 12 và 13. Và núi Sơn Trà cũng bị đổ một số cây nhưng mà không nhiều, và đàn vọc vẫn bình an nơi đây. Bây giờ thấy có con lòi cái đầu lên đó. Đó đó, thấy không? Đang ăn không? Trên kia hả? Chỗ nào? Mình cũng quay được khá là rõ. Ồ, ăn khí thế luôn. Ăn tham ghê luôn con này. Ngốn cái lá giống dạng mình ăn bánh tráng phơi xương chẳng bàn vậy đó. Này, Phú, coi nàng Phú. Nó ăn kìa, đó. Anh ăn ngon lành luôn ha. Giống mình ăn bánh tráng vậy đó. Wow. Hôm nay là một ngày trời rất là đẹp sau cơn bão cuối tháng 11 năm 2020 trên đỉnh núi Sơn Trà. Đây, con kia ở đâu? Nó ngồi ở chảnh phải không? Ăn khí thế luôn á, ăn mà ăn ngấu ngấu luôn, ăn như là đói dữ lắm, được ăn chưa bao giờ được ăn. Nhiều khi mấy bữa nay trời bão á, mưa giông bão là nó ở trong đó, nó cầm cái bánh tráng kìa, bánh tráng bự luôn. Rồi quay được cái cảnh này rất là đẹp, anh cầm cái lá, nguyên cái lá bự luôn nha. Và những cái con này nó thấy mình hiền nên nó cũng tự nhiên lắm, nhưng mà thực ra thì khoảng cách rất là xa, mình đứng ở đây thì nó ngoài cái tầm với, tức là cái khoảng cách an toàn của nó hơn nhá. Do đó là nó ăn khoảng cách xa lắm, đây này, khoảng cách từ đây ra đó là cũng cực kỳ xa luôn, không thấy luôn, nhưng mà khi mà mình zoom máy lại thì mình sẽ thấy rõ được cái con vọc này là
Sau này thì mình sẽ trang bị thêm một số cái thiết bị Picotest chuyên dụng nữa để mà quay phim rõ hơn về những cái loại linh trưởng gọi là báu vật của Sơn Trà. Ví dụ như mình sẽ có những cái loại gọi là bẫy ảnh để mình đặt trong rừng á, để mình quay phim những cái khu vực mà tự động quay phim những cái khu vực mà những cái con vật nó hay sinh hoạt chẳng hạn, mà ngụy trang nó không thấy được. Một ăn kìa. Ảnh mày mắt tao lên ăn hả mày? Rồi thấy ăn ngon quá. Dạ, tự nhiên thấy mày ăn á tao nhớ tới bánh tráng phơi xương chẳng bàn. Hoặc là biết không, bánh tráng cuốn rau muống với lại cá nục của Quảng Nam Đà Nẵng. Rồi nhảy rồi. Nó búng qua bên kia. Búng qua bên kia kiếm lá tiếp. Cái đầu nó giống như là nó đang đội mũ bê rê đúng không? Giống Alexo quá hả? Tạm biệt các chú vọc thân yêu. Mình sẽ đi lên tiếp trên đỉnh núi để quay phim những cái cảnh khác nữa. Hẹn gặp lại một ngày nào đó để quay đẹp hơn nữa.